Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con mồi khó nuốt, dù con anh dài, tổng tô cũng sẽ bó tay. Vụ lùm xùm quanh thông tích của bà Nguyễn Thanh Nhàn cũng có phần giống và cũng có phần khác với vụ Trịnh Xuân Thanh cách đây 7 năm. Điểm giống là bà Nhàn được thông báo là đang ở Đức và trước đây Trịnh Xuân Thanh cũng được thông báo như thế. Tên quốc gia họ đang ẩn náu được công khai. Tuy nhiên điểm khác nhau là bà Nhàn phía chính quyền Đức xác nhận, còn ông Trịnh Xuân Thanh là tự khoe. Việc tự khoe của ông Thanh đã dẫn đến hậu quả là ông ta đã bị bắt cóc đem về nước xét xử. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức như là sự thách thức đối với ông Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên bàn cờ chính trị cũng hoàn toàn khác vai trò của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây. Ông Trịnh Xuân Thanh là bàn đạp để ông Trọng tấn công vào Đinh La Thăng. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, thì dù có bắt được ông Trịnh Xuân Thanh hay không bắt được, thì ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ tìm đủ ra lý do để mà xét xử ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì lại hoàn toàn khác. Bà Nhàn có vai trò quan trọng trên bàn cờ chính trị hiện nay, quyết định cán cân quyền lực giữa ông Tổng Bí thư và ông Thủ tướng đương nhiệm. Tuy nhiên, bà Nhàn chỉ là chủ doanh nghiệp chứ không phải là quan chức như ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng sự ảnh hưởng của bà Nhàn lên chính trường Việt Nam lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bà Nhàn có mối quan hệ với các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, trong đó có ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng cục tình báo, quân đội Việt Nam. Theo thông tin riêng mà tờ Thời báo.d có được, thì ông Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng là cơ quan đang bảo vệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chính vì thế, mọi bước chân của ông Tô Lâm đến với gần bà Nhàn đều được theo dõi chặt chẽ bởi nó liên quan đến sự an nguy của một nhóm lợi ích lớn. Khuôn mặt này không đáng tin cậy đối với chính quyền Đức. Hiện nay đang có tình trạng theo dõi chồng chéo lẫn nhau. Bên ông Tô Lâm thì đang truy lùng tung tích của bà Nhàn và nỗ lực để đưa bà Nhàn về Việt Nam. Trong khi đó, bên ông Phạm Ngọc Hùng thì theo dõi phía Tô Lâm để vừa đánh đông vừa bảo vệ cho bà Nhàn. Bà Nhàn là người có quan hệ làm ăn tình báo với nước ngoài, nên không chỉ bà Nhàn được tình báo quân đội Việt Nam bảo vệ, mà có rất nhiều cơ quan tình báo khác cũng bảo vệ bà. Bởi vì các cơ quan tình báo nước ngoài này cũng không muốn những gì bà Nhàn biết bị phía đối nghịch với bà Nhàn khai thác, đặc biệt là bên Trung Quốc. Như vậy thì so với Trịnh Xuân Thanh, bà Nhàn là con mồi khó nuốt hơn với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bên ông Tô Lâm cũng đã đưa ra đề nghị dẫn độ bà Nhàn nhưng phía Đức đã từ chối. Theo thông tin cho biết, người Đức từ chối dẫn độ không phải để tiếp tay cho tội phạm Việt Nam, mà vì họ không tin vào nền công lý của Việt Nam và họ muốn thể hiện thái độ trước chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất có thể chính quyền Đức không xem chính quyền Việt Nam là một nhà nước đáng tin cậy. Đáng tin làm sao được khi mà họ chủ trương sang nước khác để bắt cóc người. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, với tinh thần bảo vệ chủ quyền của một quốc gia và với quan điểm nhân đạo, nước Đức sẽ không để cho hành vi bắt cóc xảy ra một lần nữa trên lãnh thổ của họ. Như vậy, dù muốn hay không, họ cũng bảo vệ bà Nhàn. Vậy là bà Nhàn đã được hai lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất là chính quyền Đức, lớp thứ nhì là phe cánh trong đảng, trong đó có quyền lợi liên quan đến bà. Lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng lại bó tay trước trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Trường hợp bà Nhàn được xem là khá xương sầu đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Tuy phe ông Tổng là phe công, phe thủ tướng là phe thủ. Tuy bên tấn công dồn dập nhưng không có nghĩa là sẽ không công thắng được. Mà đôi khi nếu bên thủ làm tốt cũng có thể gây ra thế trận giằng co, khiến cho bên công không làm gì được. Bà Nhàn vẫn ở đó, bà vẫn đường hoàng sống ở Đức như một sự thách thức ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, xem các vị có dám bắt cóc một lần nữa hay không, thử đi là biết liền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con mồi khó nuốt, dù con anh dài, ông Tổng và Tô cũng sẽ bó tay. Tổng Tô bắn đi sự bất tín thì Đức đáp trả là sự bất tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Việt có câu một lần bất tín, vạn lần mất tin. Chỉ cần một lần không giữ chữ tín thì có nỗ lực vạn lần cũng chưa chắc lấy lại được lòng tin ở người khác. Tuy nhiên, với người Cộng sản, chuyện bất tín không phải chỉ xảy ra một lần mà nó đã diễn ra hàng vạn lần với dân Việt Nam và với quốc tế. Việc ông Tô Lâm bắt cóc người tại Đức chỉ mới diễn ra một lần nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chính quyền Đức xem chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng khác gì thổ phỉ. Khi với chính quyền Đức nhận được tin, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức và cũng đang bị săn lùng như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây, là họ
chú ý ngay đến vấn đề an ninh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Họ đề phòng chính quyền Cộng sản lại đưa quân sang bắt cóc người một lần nữa. Đường đường là một bộ trưởng mà lại chỉ đạo đám lính đi bắt cóc người ở nước khác. Bắt cóc là một phần trong kế hoạch của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tô Lâm có hẳn một nguồn ngân sách và nguồn nhân lực cho mục đích ấy. Họ vẫn chưa thể văn minh lên được, dù cho họ đã mở rộng quan hệ với các nước văn minh thập niên 90 đến nay. Một khi chính quyền đã không chịu văn minh thì mãi mãi họ không thể văn minh lên được. Đã ở thế kỷ 21 đã đặt quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới mà Đảng Cộng sản quên rằng họ là một chính thể đứng chung sân với những chính thể khác, đặc biệt là đứng chung với những chính thể của các nước văn minh trên thế giới. Trong nước thì có trật tự của trong nước, trên thế giới có trật tự của trên thế giới. Đã đứng chung với các nước văn minh thì cũng phải học hỏi họ, phải biết chơi theo luật. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản thì gần như họ vẫn giữ cách hành xử như những ngày đầu họ giành chính quyền vậy. Vô pháp, vô thiên, muốn thế nào thì hành xử như thế mà không hề để ý đến chuyện luật pháp. Khi có tranh chấp Biển Đông cũng như tranh chấp tại các vùng khác trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra vẻ hiểu biết. Khi đó họ luôn nói rằng cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc họ dự trù sẵn một nguồn kinh phí khổng lồ và nguồn dân sự dồi dào để mà sẵn sàng cho nhiệm vụ bắt cóc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thì điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ thói quen ăn lông ở lỗ, từ thời sơ khai trước đến nay vẫn cứ hành động rất bản năng. Trong nước, ông Trọng thì nói đạo lý, nhưng với bên ngoài, ông chẳng biết tuân thủ luật pháp nước khác là gì. Tờ báo TASS của Đức đã đặt tấm hình ông Nguyễn Phú Trọng lên trang bìa của họ, ý muốn ám chỉ đến bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bắt cóc Trịnh Thanh Anh trước đây không chỉ là lỗi của ông Tô Lâm mà nó thể hiện bản chất của toàn đảng. Ông Tô Lâm chẳng qua chỉ là người thừa hành mà thôi. Một chế độ thì luôn hô hào tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng lại chẳng xem nó ra gì cả. Khi đến những quốc gia khác, họ vẫn tự tung tự tác như ở nhà của mình vậy, bắt người như ở những tổ chức mafia xuyên quốc gia, thì làm sao họ có thể kêu gọi thế giới ủng hộ Việt Nam mỗi khi có kẻ khác đạp lên luật pháp quốc tế để mà xâm hại lợi ích của đất nước Việt Nam. Qua vụ Trịnh Xuân Thanh khiến phía Đức đã dè chừng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn rất nhiều. Thực tế bề ngoài, Cộng sản Việt Nam cho bộ máy tuyên truyền giao giảng đạo lý, nhưng thực chất bên trong họ dạy cho lực lượng công an của họ đủ thứ mưu hèn, kế bẩn. Họ không dạy cho lực lượng này phải tuân thủ luật pháp, mặc dù chính công an là lực lượng chấp pháp. Chính vì thế nên mới có những bản án oan khiên ngất trời. Với người Cộng sản, luật pháp chỉ là công cụ, chứ không phải là thứ mà họ bảo vệ, phải tuân thủ. Với người Cộng sản, họ làm việc bất chấp, miễn sao đạt được mục đích cho được. Việc đạp đất luật pháp của họ đã có tuyên giáo lo và che đậy hết những hành vi xấu xa đó. Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng. Chính ông Trọng cũng xem hiến pháp là thứ yếu và không bằng đảng luật của đảng ông, thì làm gì có được một tổng bí thư của đảng có tinh thần thượng tôn pháp luật đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Tô bắn đi sự bất tín, thì Đức đáp lại sự bất tín đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.